Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Carlos Sport. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải file dữ liệu bản đồ khu vực dành cho các mẫu đồng hồ của Coros. Và với các mẫu có bộ nhớ hạn chế khoảng từ 4 cho đến 8GB như là mẫu Apex Pro Vertex 1 hoặc là Apex 2 mới ra chẳng hạn, thì chúng ta sẽ không được tải sẵn file bản đồ này. Và để tải được file bản đồ về thì các bạn mở trình duyệt web và sau đó truy cập cho mình vào trang web có địa chỉ là coros.com/maps. Và sau đó chúng ta sẽ kéo xuống phía dưới của trang web. Và ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có các khu vực bao gồm như là châu Á, châu Âu, châu Úc, châu Phi, vân vân. Và với khu vực châu Á của chúng ta thì sẽ được chia ra làm 4 khu vực khác nhau. Và Việt Nam của chúng ta thì các bạn lưu ý là sẽ là khu vực 3 nhé, như các bạn trên hình có thể thấy ở khu vực bản đồ. Và chúng ta sẽ có hai loại bản đồ, đó là Landscape và Topo. Với Landscape thì là dung lượng 1.31GB và Topo thì là 5.36. Landscape thì sẽ là bản đồ cảnh quan thể hiện các cung đường tuyến đi đó. Còn đối với là Topo Map thì sẽ là biểu đồ về độ cao. Nhưng tuy nhiên thì những chiếc đồng hồ có bộ nhớ hạn chế chỉ khoảng 4GB thôi chẳng hạn thì chúng ta sẽ không thể tải hết được cả hai loại file bản đồ này. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải file bản đồ của riêng khu vực Việt Nam chúng ta thôi. Thì các bạn hãy zoom vào khu vực Việt Nam của chúng ta. Sau đó các bạn nhấn giữ nút Shift cho mình ở trên bàn phím nhé. Và chúng ta sẽ click chuột và giữ kéo sao cho bao trọn khu vực bản đồ Việt Nam của chúng ta nhé. Và sau khi thả chuột ra thì chúng ta sẽ có biểu tượng download ở đây. Các bạn bấm vào. Và chúng ta sẽ có hai loại bản đồ, đó là Landscape thì chỉ có dung lượng là 185,81 MB mà thôi. Còn đối với Topo thì là 488,08 MB. Và đây thì mình sẽ tải cả hai file này nhé. Cả hai file cộng lại thì cũng chưa tới 1GB. Thì như vậy với dung lượng của những mẫu đồng hồ có 4GB thôi thì cũng đã là quá thoải mái để chúng ta lưu được cả hai loại file bản đồ này rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi để trình duyệt web tải hai file bản đồ này về. Và đây thì mình cũng có tải sẵn hai file bản đồ này rồi. Thì ở đây thì mình sẽ có, đó là file của Landscape và file của Topo Map ở đây luôn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần phải giải nén trước. Và sau khi giải nén chúng ta sẽ có hai thư mục, đó là Map và Map 2. Tiếp theo thì các bạn hãy kết nối chiếc đồng hồ của mình đối với máy tính thông qua sợi cáp sạc và cắm vào cổng USB của máy tính nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ thấy hiện đó là thư mục ổ cứng của chiếc Apex 2 ở đây. Và chúng ta sẽ có bên trong là thư mục Map bản đồ. Và sau đó thì các bạn hãy copy toàn bộ dữ liệu từ hai thư mục bản đồ mà mình vừa tải về xong vào trong thư mục bản đồ này của chiếc Apex 2. Thì đầu tiên thì mình sẽ copy thư mục của file map đầu tiên trước nhé. Các bạn copy toàn bộ cho mình nhé. Ok, sau khi mà đã tải xong dữ liệu của thư mục map đầu tiên thì chúng ta sẽ tiếp tục tải dữ liệu của thư mục map 2. Và các bạn cũng làm tương tự, copy toàn bộ dữ liệu ở phía bên trong của thư mục này. Và sau đó chúng ta sẽ tải vào trong thư mục map của chiếc Apex 2 này. Và đây thì các bạn hãy chọn đó là skip để cho ứng dụng gộp cả hai dữ liệu của cả hai thư mục vào trong nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai file hướng dẫn tải, thì các bạn có thể bấm đó là replace cho mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chờ đợi để copy tiếp dữ liệu của phần
bản đồ Topomap vào trong chiếc APEC 2. Và sau khi mà đã tải xong hai file dữ liệu bản đồ Landscape và Topomap thì chúng ta chỉ cần mở tính năng bản đồ ở trên đồng hồ là đã có thể sử dụng được tính năng bản đồ rồi các bạn nhé.